Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 7 tháng 2 tức ngày mùng 7 Tết năm nhâm dần, thành phố Hòa Bình đã tổ chức phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm dần năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự và phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm dần năm 2022. Thực hiện lời hiệu triệu của Bác Hồ mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Những năm qua, thành phố Hòa Bình nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung vẫn luôn quan tâm chú trọng tới việc trồng cây gây rừng, làm đẹp cảnh quan và điều kiện sống trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Hiện nay, nhân loại đang đứng trước những thách thức to lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở gây hậu quả nặng nề đến tính mạng người dân và tài sản. Thực tế việc trồng rừng, trồng cây xanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ môi trường sống con người. Công tác phát triển rừng trong những năm gần đây được nhiều địa phương quan tâm chú trọng. Hiện nay toàn tỉnh có tổng diện tích rừng hơn 236.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 đạt trên 52%. Trong dịp Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, nhân dịp Xuân nhâm dần, toàn tỉnh dự kiến sẽ trồng 2,2 triệu cây, tăng 37% so với kế hoạch năm 2021. Kế hoạch trồng rừng năm 2022 là 5.500 hectare rừng tập trung. Với sự chuẩn bị tốt về cây sống, các điều kiện cần thiết, cùng sự chỉ đạo tích cực từ tỉnh xuống huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây, trồng rừng và bảo vệ phát triển rừng. Tin tưởng rằng các diện tích cây xanh và rừng sẽ ngày một phát triển, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu từng bước xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn